Shop hàng Nhật Việt xin chào các bác. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2021. Em vừa về được hai hộp đũa lên sóng phục vụ các bác. Đây là cái dòng đũa bằng sợi thủy tinh các bác nhé. Trên thị trường thì hiện có rất là nhiều các loại đũa. Đũa nhựa thì các bác ăn sẽ có chất độc hại, nấu có thể bị chảy. Đấy, khi gặp nóng thì rất hại sức khỏe. Đũa inox gấp thì rất là trơn. Đấy, đũa tre thì dùng một thời gian nó mốc. Thì người Nhật họ ra cái đũa sợi thủy tinh này là cái đũa gọi là hội tụ đầy đủ tất cả các cái công nghệ gắp đầu nhám chống trơn trượt này các bạn này, không trơn nhá. Đũa chịu được nhiệt độ 270 độ C, rửa trong máy rửa bát thoải mái. Đấy, dùng không bao giờ bị mốc ạ, bề mặt không bao giờ mốc nhé. Đấy là cái ưu điểm của dòng đũa Nhật này. Đây là cái thông số của nó các bạn này. Đũa kháng khuẩn Citysai này làm từ sợi thủy tinh tổng hợp, không phải từ nhựa thông thường. Đấy, nhựa PE, an toàn với nhiệt độ lên đến 260 độ C, sử dụng được trong lò vi sóng, máy rửa bát. Đầu đũa chống trơn trượt, độ bền vượt trội, đạt chứng chỉ của Nhật Bản, này kiểm soát 99% vi khuẩn nấm mốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng luôn. Xuất xứ công ty Nhật Bản nha. Nói chung là về chất lượng thì cái đũa này em bán nhiều rồi, chưa có một bác khách hàng nào phàn nàn, kể cả những bác khách hàng khó tính nhất. Này, đũa gấp không trơn các bác nhá, không bị mốc. Này, không phải là nhựa, trên là các bác đun nấu không sợ chảy. Em bán là 150.000 một hộp này, có 5 đôi, 1, 2, 3, 4, 5 đôi, bao ship toàn quốc. Bác mua thì chỉ cần nhắn tin địa chỉ cho em và lấy số lượng, nào như thế nào thì em sẽ chuyển hàng các bác nha. Ship code toàn quốc nhé. Chào các bác.